Ái chà, ái chà, ái chà, làm gì đây? Đè luôn Huy ơi. Quá chặt vào, đè xuống. Nguyễn Đình Huy đã sao sau. Liệu nhổ lên không? Nhổ hay cuốn, cuốn, cuốn các bạn ơi. Trận đấu của Nguyễn Đình Huy các bạn ạ. Nguyễn Đình Huy vật cổ điển, hạ cân 60kg. In men's C, Greco-Roman 63kg. In red, representing Indonesia, Dimas Maulana Alansia. And in blue, representing Singapore, Lee Chong Yi. And the winner goes to red, representing Indonesia, Dimas Maulana Alansia. Đây là nội dung vật cổ điển nam hạ cân 60kg. Dắt tay phải. Dắt tay phải. Đúng rồi. Các bạn đang nghe rất rõ tiếng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Trúc, huấn luyện viên đội tuyển vật cổ điển quốc gia Việt Nam. In men B, Greco-Roman wrestling 82kg, we have in red Nuna Cervantes representing the Philippines, and in blue. Đây là trận thi đấu vật cổ điển nam hạng cân 60kg. Trận đầu tiên của Nguyễn Đình Huy trên mình các bạn, người mặc áo đỏ. Đối thủ của Đình Huy là Indonesia. Gifari Indonesia. Đi, làm đi. Chút nữa đây, khi có khoảng trống thời gian chúng tôi sẽ kiểm tra lại đường truyền internet xem vấn đề là ở đâu. Bởi vì đây là hoàn toàn khách quan, chúng tôi không biết làm nào được. Chúng tôi cũng đã sử dụng những gói 4G, 5G không giới hạn dung lượng mua tại Campuchia. Có thể là tại nhà thi đấu có quá nhiều người đang sử dụng internet, cho nên là tín hiệu đây đã bị ảnh hưởng tới việc truyền tải trực tiếp. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm, chúng tôi sẽ cố gắng có thể khắc phục sự cố này để phục vụ các bạn xem trơn tru mượt mà hơn, không bị giật lag. Chúng tôi đang chờ một khoảng trống giữa các trận đấu để có thời gian xử lý sự cố này. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã đang ghi hình bằng máy quay chuyên nghiệp, trong trường không xem được hoặc trận đấu nào không rõ bị giật lag, chúng tôi sẽ đăng tải sớm nhất có thể ngay sau khi các trận đấu này kết thúc. Điểm số đang là 4-0 cho Huy Việt Nam. Nguyễn Đình Huy Việt Nam, huy chương vàng SEA Games 31 tại Việt Nam. Chào mừng các bạn, người mặc áo đỏ là huấn luyện viên Nguyễn Văn Trúc, đội tuyển vật quốc gia Việt Nam vật cổ điển. Và anh Nguyễn Văn Trúc cũng đang là huấn luyện viên trưởng vật cổ điển của lò đào tạo quân đội. Anh Trúc là một người đến từ thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Yên Phong, Bắc Giang, Yên Phong, Bắc Ninh các bạn nhỉ, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh. Luôn. Huy đã sang sau rồi, Nguyễn Đình Huy đã sang sau.
Liệu nhổ lên không? Nhổ hay quấn? Quấn, quấn các bạn ơi. Vâng, bánh cuốn, bánh cuốn Thanh Trì. Không phải là nhổ mà là bánh cuốn các bạn. Và kết thúc rồi. Cổ điển mà chênh lệch 8-0 thì sẽ kết thúc các bạn. Tự do thì chênh lệch 10-0. Chúc mừng Nguyễn Đình Huy. Chúc mừng Nguyễn Đình Huy. Chúc mừng thầy trò Nguyễn Đình Huy. Chúc mừng anh Nguyễn Văn Trúc. Vâng, trên mình các bạn đây là anh Nguyễn Văn Trúc. Xin mời các bạn tiếp tục đón xem trận đấu của Nguyễn Đình Huy. Vật cổ điển 60kg. Đây là trận đấu thứ hai của Nguyễn Đình Huy sau chiến thắng đầu tiên. Chào mừng các bạn, Nguyễn Đình Huy trong trang phục đỏ gặp đô vật tới từ Campuchia. Đô gì đây? Seoul. Seoul của Campuchia. Trận đấu thứ hai của Nguyễn Đình Huy. Đình Huy Hà Nội hay là đâu nhỉ? Hà Nội. Đình Huy tới từ lò vật Hà Nội. Giờ Hà Nội thì quy tụ rất nhiều các lò vật các bạn. Quá nhiều lò vật ở Hà Nội nổi tiếng. Thạch Thất, Hồng Hà, Đan Phượng, Quốc Oai, Yên Nội các kiểu. Toàn lò vật nổi tiếng các bạn. Rồi Gia Lâm cũng nhiều lò vật hay. Hà Nội thì nhắc đến vật thì quá nhiều lò vật rồi. Quá nhiều đồ vật nổi tiếng từ các lò vật của Hà Nội các bạn. 4-0 cho Huy à. Ái chà, ái chà, ái chà, làm gì đây? Đè luôn Huy ơi. Quá chặt vào, đè xuống. Hết điểm luôn các bạn ơi. Kết thúc chóng vánh. Vào miếng phát là toi ngay. Chúc mừng Nguyễn Đình Huy có chiến thắng thứ hai tại giải đấu này.